Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến anh em cái mẫu lồng đa đa. Mẫu lồng đa đa này có tên mã là mã số 03 nha nè. Anh em nào có nhu cầu mua cái lồng đa đa mẫu số 03 này thì có thể liên hệ đến cho shop. Thì cái mẫu này á, cái thiết kế của nó là bằng inox, viền dây đồng và chân là chân chạm nha anh em, chân chạm đầu lăng. Mẫu này thì hàng cao cấp ha anh em, cho nên nó sẽ đắt tiền hơn những cái loại hàng rẻ tiền. Thì mẫu này chất liệu làm bằng inox 304 không rỉ hoàn toàn hết anh em ha. Hàng làm tỉ mỉ cho tất cả các anh em. Đó, anh em có thể thấy nè. Đó, viền dây đồng. Đó, viền rất chi là tỉ mỉ ha anh em, có thể nhìn. Đó, nhiều viền rất là tỉ mỉ rồi ha. Đó. Ở đây là cái chốt gài cửa, rất là an tâm cho tất cả các anh em. Anh em gài như thế này là chắc chắn không bao giờ bung cái cửa lên được ha. Lồng thì có thiết kế sẵn hai lỗ để đồ ăn, để nước cho tất cả các anh em rồi ha. Đó. Lồng này là viền dây đồng full hết nha anh em, dây đồng chứ không phải dây nhôm nha nè. Đó, anh em có thể thấy. Đó. Chân này chân chạm đầu lăng cho tất cả các anh em. Cái mê này thì mê bằng tre, đã quét PU. Rất là cứng rồi. Ở trong có phủ thêm một cái lớp cát nữa để làm nhám cho tất cả các anh em. Đó. Anh em thấy ha, chân chạm đầu lăng rất là đẹp ha. Đó, phần này thì cái lưới chống sốc ở bên trên á, lưới chống sốc ở bên trên thì có thể là anh em có thể thay đổi được cái chiều cao. Đó, cái dĩ đè thì anh em có thể thay đổi được chiều cao lên xuống theo ý của anh em ha. Đó, chim mà chim bổi chim nhát thì anh em có thể đè sát xuống, chim hồi thần thì chúng ta dỡ cao lên. Đó, như thế thôi, đặc tính của cái dĩ đè này nó như thế. Đó, thì lồng khi giao đến cho anh em thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em là cái cống. Còn anh em nào có nhu cầu mua thêm áo thì anh em có thể mua thêm áo, áo trùm màu rằn ri như thế này. Áo này là áo bán riêng chứ không áo theo lồng nha anh em. Đó, áo bán riêng chứ không có đi theo lồng nha. Đó, áo trùm phủ như thế này. Đó. Đó, thì nhắc lại mẫu này là mẫu lồng đa đa mẫu số 03 nha anh em. Anh em nào mua hàng thì cứ nói là chúng tôi muốn mua cái lồng đa đa mẫu số 03. Vì ở đây hiện tại chúng tôi đang bán 3 mẫu lồng đa đa khác nhau nha nè. Mỗi mẫu lồng thì nó có cái form dáng khác nhau, cho nên là anh em phải nói rõ là anh em mua cái mẫu lồng nào thì chúng tôi giao mới đúng được ha. Như mẫu này tên của nó là mẫu số 03 ha anh em ha. Nó chân là chân chạm đầu lăng, thiết kế bằng inox hoàn toàn hết, inox 304 không rỉ hết ha. Đó, đấy là làm rất chi là đẹp. Thì anh em nào mua thì cứ là hãy liên hệ với shop, giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện nha anh em ha. Đó, anh em nhận hàng thì sẽ trả tiền cho nhân viên bưu điện luôn. Đó, đó thì giao hàng đến thì cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền ha. Đó, hàng thì đóng thùng rất là kỹ lưỡng cho anh em để đảm bảo giao đến là nó không mấp méo hư xước gì. Nhưng mà mẫu lồng này rất khá chi là cứng và bền nha, nuôi mấy chục năm không ăn thua. Đó, những cái viền đồng ở trên đây đều viền dây đồng hết cho tất cả các anh em luôn. Đó, thấy tỉ mỉ chưa, hàng này hàng đắt tiền nha anh em. Anh em nào muốn mua hàng rẻ thì cái mẫu này là không phải hàng rẻ ha. Hàng rẻ thì anh em chọn cái mẫu số 02 á. Cái mẫu số 02 bằng nhôm thì nó sẽ có hàng rẻ. Còn mẫu số 01 thì nó làm bằng tre mây. Cái kiểu của nó khác với cái mẫu này. Mẫu này gọi là mẫu số 03, làm bằng inox. Đó, tay cầm cũng thiết kế rất là êm cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video mới nhất. Thì anh em nào có nhu cầu mua lồng đa đa thì có thể liên hệ đến cho shop. Rất chi là nhiều mẫu đang chờ tất cả các anh em để anh em mua ha. Đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Anh em nào xem được video này trên YouTube hay Facebook thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Đó, còn anh em muốn nhắn tin thì anh em có thể nhắn tin qua Facebook ha, dưới cái tên là phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Bởi vì Zalo thì bây giờ nó hạn chế tin nhắn khá là nhiều, mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể trả lời được cho vài khách Zalo rồi nó sẽ bị chặn. Lúc đó anh em nhắn đến thì nó sẽ không nhận nữa. Đó là những cái tính năng mà hạn chế mà từ ngày 1 tháng 8 Zalo đã áp dụng ở Việt Nam ha.